Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án iRobotty, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký kênh để liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Bây giờ chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Non-Fungible History. Thông qua phần tán hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link chuyển tới mô tả video sau đó các bạn nút start để chatbot. Tiếp theo thì chúng ta hoàn thành một captcha. Ta copy nguyên cái câu captcha và gửi xuống. Dàn đến từ nguồn ICO Allocement nên nó rất là dễ làm. Chúng ta sẽ lựa do một nút Telegram channel như bước tiếp theo. Ok, sau khi đã do cái channel thì các bạn chỉ đến các nhiệm vụ, chúng ta sẽ mở tất cả kênh Twitter ra. Thì khi các bạn làm nhiệm vụ Twitter, các bạn chú ý là chúng ta sẽ cần phải chia sẻ hai bài đăng. Thứ nhất là tweet ghim của trang Twitter dự án và thứ hai là tweet ghim của cái bài đăng nói về dự án Non-Fungible History. Đó cũng là cụ thể do một kênh channel của ICO Innocement. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cứ thế chúng ta mở ra thôi nhé. Hôm nay đã là mùng 2 Tết rồi và không biết là có bạn nào đã bắt tay vào công việc chưa. Mình thì khai xuân ngay từ ngày mùng 1 cơ. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần Twitter. Ở đây các bạn chú ý đến anh follow live retweet pin tweet này. Dự án sẽ được bán hàng Blue Big Sale ở trên banh chat luôn. Ta follow này, live retweet này. Ok, cái dự án Non-Fungible thì có mặt luôn ở trên kênh Twitter của dự án luôn. Ta copy phần link. Paste phần link Twitter phía dưới đây, chọn yes cho mình nào. Chọn yes nào. Dự án hôm nay dùng mạng Polygon, các bạn sẽ dùng VSTH ở trên chất Colette của MetaMask. Hôm nay dự án đến từ nền tảng Polygon. Ok, bắt đầu chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Non-Fungible History, một dự án IROP mới được chia sẻ trên nguồn ICO Allocement. Lúc này đây thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Chúng ta tiếp theo.